Chào chị, cho tôi đóng tiền viện phí của bệnh nhân Trần Thị Thu Hiền. Dạ. Bệnh nhân Trần Thị Thu Hiền bên khoa thận phải không ạ? Dạ phải. Dạ lúc nãy có một người đã đóng tiền viện phí cho cô ấy rồi ạ. Ai vậy chị? Dạ là anh bên kia. Anh không cần phải làm như vậy. Tôi sẽ trả lại số tiền đó cho anh. Đừng có khách sáo. Cứ coi như là quà ra mắt của tôi đi. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã từ chối lời đề nghị của anh rồi mà. Tôi nghe nói em gái của anh đã được thay thận, nhưng đã gặp biến chứng, cần phải theo dõi dài hạn. Số tiền để chữa trị đã đội lên rất cao, có khả năng phải đem ra nước ngoài để chữa thì mới mong giữ được mạng sống. Chuyện này đối với anh chẳng dễ dàng gì, đúng không? Kể cả vật chất lẫn tinh thần. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý, ngay lập tức tôi sẽ đem em gái của anh ra nước ngoài để chữa trị. Tất nhiên về mặt tiền bạc thì anh không cần phải lo. Chỉ cần anh đồng ý làm theo yêu cầu của tôi, anh cứ thông thả mà suy nghĩ cho kỹ rồi gọi cho tôi. Một bên võng mạc đã hư rồi, bên kia còn yếu lắm. Có nghĩa là sau này có thể tôi sẽ không nhìn thấy được gì phải không bác sĩ? Trước tiên cô phải tiếp tục điều trị. Cũng khó, nhưng không đến nỗi không có cơ hội đâu. Hình như ông Tài vẫn đang cho người lên đây để tìm người gửi lá thư. Thật hiếm khi có người kiên trì tới cùng như vậy. Ông ngoan cố hơn là mình nghĩ rồi. Cứ để cho họ kiếm. Tìm một người mà dễ như vậy thì thần nguyện của tôi cô đừng mai nữa. Mai lâu như vậy á sẽ hại mắt lắm. Mùa nắng nóng này tôi với nó hay ra hồ. Nó thích tắm hồ lắm. Còn tôi thì hay la nó cái tội trốn tắm một mình. Tắm ở hồ nguy hiểm lắm. Có tin báo về, kế hoạch của mình rất thuận lợi. Những chuyện còn lại thì cứ theo kế hoạch thôi. Nè, cô đừng có bỏ bữa nữa. Có như vậy á thì cô mới đủ sức chống lại những kẻ đang đối đầu với mình, chờ ngày gặp lại con nữa. Tôi đi trước nha. Nguyện ơi, thank you.
Chuyện cổ phiếu anh lo tới đâu rồi? Hiện chúng ta có 23%. Trong trường hợp xấu nhất, nếu ông Long đứng về phía ông chồng yêu quý của em, thì họ sẽ có cả thảy là 47%. Bằng mọi giá chúng ta phải hơn họ, cho dù là 1%. Như vậy chúng ta còn thiếu 25%. Chúng ta cần phải tranh thủ sự ủng hộ đồng loạt của Sakana và Hải đứng về phía mình. Còn tới 25% lận hả? Có kịp cho kỳ họp cổ đông sắp tới không? Chứ lần này mà không được nữa thì không biết còn phải chờ tới chừng nào. Anh biết rồi. Vẫn chưa ra manh mối gì sao? Em đang nói lá thư đó, sao anh ngợt mặt ra vậy? Anh vẫn đang điều tra. Anh điều tra cái kiểu gì mà suốt 2 năm trời không có kết quả gì hết? Trong suốt thời gian qua, hễ cứ tới ngày giỗ của má chồng em là em luôn căng thẳng, không biết khi nào những lá thư tương tự lại xuất hiện. Rồi lỡ như chồng em bắt gặp thì biết làm sao? Ngày nào thư tới em cũng phải canh, rồi mở từng cái từng cái. Anh thử sống ở vị trí của em đi rồi anh mới hiểu. Tới tận năm nay mà em vẫn phải chịu đựng cảnh đó sao? Anh vẫn đang tìm kiếm mà. Anh thôi đi. Lần nào anh cũng nói là đang tìm kiếm, tìm kiếm. Suốt 2 năm trời em phải sống lo sợ cái cảnh đó rồi. Ai, ai có thể biết và làm cái chuyện đó? Anh phải kiếm ra cái đứa đó rồi xử nó từ lâu rồi chứ. Chỉ chuyện đó thôi mà anh cũng không làm được nữa hả? Huy, em không nhẹ nhàng hơn với anh được hay sao? Anh cũng đã ráng hết sức của mình rồi. Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng, không phải cho bản thân mình. Anh sống vì em và thằng Gia Bảo. Anh chỉ mong em thỉnh thoảng nhìn thấy sự nỗ lực của anh ở mức độ nào thôi. Anh nghĩ em không hiểu anh sao? Em cư xử như vậy vì chỉ muốn anh cố gắng hơn nữa thôi. Anh thử nghĩ xem, lỡ như một ngày nào đó lá thư như vậy tới tay chồng em, thì ngày hôm đó cũng là ngày kết thúc của anh với em đó. Và cái đứa làm chuyện đó, nó chỉ mong được nhìn thấy điều đó thôi. Khuê à, em đừng nghĩ anh vẫn là thằng Tài của mấy chục năm trước. Một thằng không có lòng tự trọng, không biết nhục, bị cướp đoạt người yêu, thấy người yêu của mình khổ sở mà chỉ dương mắt nhìn. Anh không còn là thằng Tài của ngày đó nữa. Anh... Cho nên em cũng đừng coi thường anh nữa. Vậy là cho thi thiệt hả ba? Ủa, sao tự nhiên lại thi thầy? Không có gì bất ngờ ở đây hết. Không phải 2 năm trước đã nói rồi sao? Năm nay mở cuộc thi cho những ai muốn lấy giấy chứng nhận. Thời hạn cho cuộc thi là tuần sau. Làm sao để thi bây giờ? À, thưa ba, vậy thì điều kiện để mà tham gia cuộc thi thì sao ba? Không có điều kiện gì hết. Mọi người đều được dự thi. Tất cả mọi người đều dự thi? Ai cũng được thi thì còn gì là danh tiếng của cuộc thi nữa thầy? Ai cũng được thi, nhưng không có nghĩa là ai thi cũng đậu.
kỳ thi có 3 vòng, chia ra làm 3 đợt. Những đứa không có thực lực, những đứa thiếu tư cách thì không thể nào lọt qua được từng vòng thi. Từ vòng 1 đã bắt đầu loại rồi, chưa biết có ai lọt qua được vòng 2 hay không. Cứ vậy mà làm. Vậy dự kiến cuộc thi năm nay sẽ còn trên cả hấp dẫn nữa đây. Ai muốn thi thì tuần sau đúng giờ này tập trung tại phòng làm bánh. Dạ thưa thầy, con có một yêu cầu được không? Nếu như thắng vòng 3 thì ngoài giấy chứng nhận, con xin một thứ khác được không? Con nói thử đi, là cái gì? Con muốn có công thức bánh mặt trời của thầy. Cho hỏi, bánh mặt trời là bánh gì vậy? Có một người đã từng được ăn bánh mặt trời của thầy. Người đó nói đây là loại bánh có hương vị độc đáo nhất mà không có một loại bánh nào sánh bằng. Không biết tại sao thầy lại không làm bánh này nữa, nhưng mà con muốn có được công thức đó. Thầy cho con được không thầy? Dẹp đi cái bánh đó đó. Vậy con tự tin là con thắng à? Dạ, con tự tin. Con đã muốn thi từ 2 năm trước rồi. Vậy sao? Rốt cuộc là đang nói chuyện gì vậy? Ê nhóc, chờ chút, bánh mặt trời là bánh gì vậy? Bánh mặt trời á hả? Ờ. Bánh mặt trời là loại bánh nổi tiếng nhất của tiệm mình, một thời chỉ được đặt cho nguyên thủ quốc gia ăn thôi đó. Wow, dữ vậy hả? Ủa nhưng mà sao không làm nữa? Có rất là nhiều lời đồn đoán. Có người nói những người thích bánh mặt trời đều chết hết rồi. Còn có người nói là men bánh có vấn đề nên không có làm nữa. Là sao? Nhưng mà bánh mặt trời đâu phải là thứ anh cần lo lúc này đâu. Thì tại vì tò mò, không biết nó là bánh gì mà cái thằng kia lại muốn có công thức tới như vậy. Mà nè, tôi nghe nói anh còn chưa dám lại gần lò nướng nữa hả? Ai nói là tôi không dám tới gần chứ? Chỉ là chưa dám mở cửa thôi. Thời gian không còn có bao nhiêu hết, mà bây giờ mở cửa là anh cũng không mở, thì làm sao anh vượt qua được vòng 1 đây? Vậy mà còn đòi thắng anh Quân nữa chứ. Nè nhóc, đang lo cho tôi hả? Sao tự nhiên lo lắng cho tôi vậy? Hả? Lo? Lo gì mà lo? Ai mà lo lắng cho anh? Tưởng bở hả? Tránh ra. Ây da. Không lẽ mình hiểu lầm sao ta? Khùng dữ vậy. Chứ sao, đẹp trai hơn anh nhiều. Đẹp trai hơn tôi? Ừ. Trời ơi, sao giờ đẹp trai hơn mình nhiều dữ vậy ta? Làm bánh giỏi hơn anh. Làm bánh? À, biết rồi nha. Làm bánh giỏi chắc chắn là một người ở trong tiệm này rồi đúng không? Có thế nào thì tôi cũng không thèm nói cho anh biết. Ai ta, ai ta? Ồ, oh, đừng có nói là anh Lộc nha. Anh Lộc hả? Anh có dùng não để suy nghĩ không? Nghĩ sao mà nói tôi với anh Lộc hả? Hay dạ, trời ơi. Dạ, anh điên hả? Là anh Minh Quân á. Cái gì? Thằng Quân? Thằng Quân trong tiệm này á hả? Chứ sao? Sao mà có người nông cạn dữ vậy trời? Trời ơi, không biết ai mới là người đang nằm mơ đi trời.
Ê, Trà My ơi, về về Trà My ơi, về về ơi, về đi, về đi. Khuya mới nằm mơ á, anh thích tôi lắm luôn á. Tôi không hề nằm mơ nha, ảnh còn làm vậy nữa nè. Anh cứ lợn vậy với tôi nữa đó. Rồi những lúc tôi xách đồ nặng nha, anh luôn luôn xách phụ tôi. Còn luôn luôn quan tâm hỏi han tôi nữa. Còn hỏi tôi ăn cơm chưa nữa đó. Trà My nè, nói sao ta? Như vậy nha, đàn bà con gái á, nhiều khi không phân biệt được đâu là thiệt, đâu là giả. Như vậy á, nguy hiểm lắm. Cái đó là tự rước đau thương vô người mình đó, biết chưa? Nè, không cần anh lo cho tôi, ồn ào quá. Lo đi mà mở cái lò nướng của anh đi kìa. Không dám mở cửa lò bánh mà đòi đi thi thố cái này cái kia. Nè, nhỏ này. Nhỏ này sao hả? Sao là sao? Muốn gì? Kiếm chuyện không? Hả? Nghe tôi nói nè, sao mẹ tôi với một người nữa, nhóc là người thứ ba quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cho nên không được yêu một người kiểu như là thằng Quân. Phải kiếm một người tốt hơn để yêu. Người mà thật sự yêu mình. Người mà nếu là không phải là mình thì sẽ không sống nổi. Còn thằng Quân tuyệt đối không được đâu. Hiểu không? Cái tình điên này. Ai da. Ai còn anh đó. Đá đít nè. Ai da. Đá đít nè. Đá đít. Đá đít. Đá. Phải là người thứ hai mà là người thứ ba chứ, trong khi mình gần ngay trước mắt vậy nè. Nè, cái gì mà người thứ hai thứ ba vậy con? Má, chuyện gì? Má là người thứ mấy của ba vậy? Là sao? Má là người yêu thứ mấy của ba vậy? Là thứ nhất, là tình yêu đầu tiên, tình yêu duy nhất. Thì lúc mà má gặp ba, lúc đó là má 15 tuổi. Rồi cưới nhau cho đến tận bây giờ. Còn ba hả? Ba cũng là lần đầu tiên ba gặp má. Rồi ba cũng chết mê chết mệt, không ngó ngang ngó dọc nữa. Được chưa? Đó là tình yêu thứ nhất. Mà nè, sao lại hỏi má chuyện này? Không có gì. Không có thì thôi. Mặt mày đừng có bí xị nữa. Nhà đang lộn xộn ra kìa. Lộn xộn chuyện gì vậy? Còn hỏi nữa. Thì tại cái thằng đó đó, bây giờ nó đang nổi sóng nổi gió ở nhà mình kìa. Ở nhà không yên được với nó hả? Nổi sóng gió? Là ai má? Ê Lộc, mày cũng định thi hả? Thi với chú? Trời ơi, cơ hội ngàn năm có một mà. Ngu dựng thử. Thằng quỷ này đâu nóng sốt gì đâu ta, mà nói nhảm gì vậy? Con nói nhảm gì đâu chú, cái này con nói thiệt mà. Trời ơi, cái trình độ của thằng Nguyễn còn thi được. Huống hồ chứ con vô trước đó mà. Cái thằng đó là chuyên gia gây rắc rối đó, con hiểu không? Mà nè, bây giờ con định lấy cái bằng của thầy xong rồi làm gì? Mở tiệm riêng hả? Thì lúc đó có bằng trong tay rồi, muốn làm gì làm. Tiền đâu mở tiệm? Tiền đâu? Bây giờ chưa có tiền, nhưng mà mình phải tìm một cách để có tiền. Quan trọng là mình có muốn kiếm tiền hay không thôi. Cái gì? Bây giờ cho dù mày có tiền để chăng nữa, chú nói mày nghe nè, mày cũng không thể nào thắng trong cuộc thi này, mày hiểu không? Còn cái vấn đề mà thắng hay thua không quan trọng. Cái quan trọng là con phải thử sức trong cuộc thi này. Nhưng mà... Thank you.
dừng lại. Đứng lại đó. Gì vậy? Anh chỉ được như vậy thôi sao? Cái gì mà được với không được? Thì tôi tính vô đây lấy đồ, nhưng mà nhớ là không cần nữa. Xạo. Anh nghĩ trong xưởng không có ai hết, tính vô học mở lò chứ gì. Sao làm được tới đó rồi không làm nốt luôn đi? Làm gì có chuyện đó chứ. Ê nè. Ê, ê, ê. Này đây. Trời ơi. Này đây, đây. Đừng có lợi dụng nắm tay nha. Trời nè. Ơi. Mở ra. Không mở ra không được. Trời ơi. Đừng mà. Nếu tôi là người thứ nhất hay là người thứ hai, tôi nói anh có nghe không? Chứ. Mà thôi, là người thứ nhất hay là người thứ hai cũng được. Hai người đó cũng muốn anh làm được mà. Đi. Nè, tôi đã nói buông ra mà. Buông ra đi. Chuyện đàn ông á thì để đàn ông tự giải quyết, cô không cần quan tâm đâu. Vậy mà nói không thích tôi sao? Cũng phải thôi. Làm sao mà có thể cưỡng lại gương mặt nam thần. Tưởng bỏ. Thiệt tình. Ngày xưa không? Chỉ là cái lò nướng, còn không thể khống chế nó hả? Cậu mới về. À, ngày mai tôi đi tỉnh sớm, chị chuẩn bị vài thứ cần thiết giùm tôi. Dạ tôi biết rồi. Chị Vân. Dạ cô. Chồng tôi về rồi hả? Dạ cậu mới về. Cậu nói mai đi tỉnh đó cô. Dạ. Thank you.
Mai anh đi tỉnh hả? Có quá sức không vậy? Hai ngày rồi không ai đi thay anh được à? Mới nhập mai mới, phải theo dõi một thời gian mới được. Em à. Dạ. Ai gửi thư cho em mà để vô phòng anh nè? Sao lại có thư này ở đây? Chắc là chị Dân chỉ đem lộn. Có nhiều đó mà làm cũng không xong nữa. Lâu lâu lộn có một lần, có sao đâu mà em khó chịu vậy? Đây đâu phải lần đầu đâu anh. Dạo này chỉ làm cái gì cũng không ra hồn hết trơn á, nhầm lẫn tùm lum mà. Nhưng mà ai gọi em là chị Hai vậy? Má cũng đã mất rồi, đâu còn ai kêu mọi người gọi em là chị Hai nữa đâu. Thì bởi vậy mới nói, suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của má anh đâu. Thôi anh đi tắm đi, để em nói chị Dân chuẩn bị cơm cho anh nha. Chị Dân. Dạ. Dạ thưa cô Hai Khuê. Dạ thưa cô. Chị làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Dạ làm sao cô? Tại sao lá thư này lại ở trong phòng làm việc? Trời ơi, cái này là tôi bỏ vô trỏng đó hả? Ôi, cái đầu tôi nó làm sao? Chắc nó lú lẫn rồi đó cô. Cái việc có chút xíu như vậy mà làm cũng không xong, đầu óc gì sao vậy? Chắc là cũng tới lúc chị nghỉ việc rồi ha. Dạ cô, sao cô nói vậy? Tôi có mặt ở đây trước cái khi bà cưới cô về làm dâu nữa, tôi như người trong nhà này rồi. Cô nói vậy cô không sợ tôi buồn nữa? Nếu như chị không muốn nghe những lời như vậy thì làm ăn cho đàng hoàng đi. Nếu như lần sau mà còn tái diễn thêm một lần nào nữa thì tôi không bỏ qua cho chị đâu. Lúc đó chị tự chị xách giỏ đi ra khỏi nhà nghe chưa? Dạ tôi xin lỗi. Vậy là sao? Có ý gì? Mình sẽ làm được, mình sẽ mở cái lò nướng đó. Mày làm được mà Nguyên, mình sẽ làm được mà. Cố gắng lên, cố gắng lên. Mình sẽ làm được. Mình nhất định làm được mà. Mình làm được. Mình làm được.
À, chú làm gì chú? Buông ra. Nắm chặt chú mà. Buông ra. Buông ra mà. Buông ra. Tôi nói buông ra mà. Buông ra. Buông ra. Chú điên hả? Chú làm gì vậy? Bột mà không nướng thì vẫn là cục bột lên men thôi. Nếu cậu thật sự muốn trở thành thợ làm bánh thì hãy bỏ bánh vô lò nướng đi. Cái đó ai mà không biết chứ. Tôi dư sức biết. Mở lò nướng bánh, cái đó tôi từng làm được rồi. Chú không cần phải xía vô đâu. Tôi lỡ xía vô cuộc đời của cậu rồi, làm sao có thể coi như không biết được chứ. Làm sao mà tôi không xía được? Chú làm như vậy tôi sẽ bỏ qua cho chú sao? Tôi sẽ cảm động hả? Tôi sẽ cảm ơn chú hả? Tôi hận chú. Tôi hận chú đến mức có thể giết được chú đó, chú biết không? Vậy sao lúc đó không để tôi chết đi? Hả? Lúc nổ lò, tại sao lại không để tôi chết đi? Cậu cứu tôi làm chi rồi bị thương như vậy? Lúc đó tại sao tôi làm vậy tôi cũng không biết nữa. Tôi không muốn phải sống mà mắc nợ cậu, cho nên tôi xin cậu hãy để tôi giúp cậu lần này được không? Lần này không có sao đâu, đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nữa đâu. Cậu cứ yên tâm. Làm gì vậy hả? Nó vừa mới mở mà, chỉ ấm thôi. Cậu hãy dùng bàn tay của mình để mà cảm nhận nhiệt độ bên trong. Ấm quá. Bây giờ bắt đầu nướng bánh. Có thể là mình thấy vui như vậy sao? Lại là lời khen từ kẻ đáng ra là kẻ thù.
Vào đi. Dạ thưa chú, nhân viên mới tới rồi. Cho vào. Dạ. Hai người vào đây. Dạ. Con chào chú, con là Hoài Nam. Dạ chào chú. Con là Lan Anh. Con là nhân viên mới, có gì mong chú chỉ dạy thêm. Năm ngoái Lan Anh đậu tuyển dụng cao nhất trong đợt tuyển dụng của công ty. Và trong suốt một năm thực tập thì cô ấy luôn đạt thành tích xuất sắc nhất. Chào cô. Dạ. Như mọi người đã biết, chức năng của phòng này là phân tích chiến lược và kế hoạch cho công ty, đồng thời phụ giúp và hỗ trợ trực tiếp cho tổng giám đốc. Do đó chúng ta phải cố gắng hết sức, rõ chưa? Dạ, dạ rõ. Dạ. Bây giờ tôi sẽ dẫn hai người tới phòng làm việc. Hôm nay cũng phải đi chào hỏi rồi phân công công việc nữa. Dạ. Đi theo tôi. Dạ chào chú, tụi con đi. Dạ. Dạ con xin phép. Dạ chào tổng giám đốc. Nhân viên mới hả? Dạ. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Dạ cảm ơn tổng giám đốc. Chúng ta đi thôi. Dạ. Hãy xem bánh của ông anh làm đây. Hey. Hey. Cái này là bánh của anh này đó hả? Chỉ vậy thôi hả? Làm lại. Thôi, nó còn cứng tay vậy nữa hả? Tên 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 tên. Thấy chưa? Đó, lần này đã hết cứng rồi. Thấy chưa? Thơm ngon, vàng rực. Ây da. À. Ây da. Trời ơi, cái này là đá nướng chứ không phải là bánh nướng. Chân anh còn đau nữa kìa. Tên 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 thèn. Thôi, để tôi làm lại mẹ mới nha. Được hả? Được quá được luôn. Anh nướng nguyên một cục bột thành một cục than luôn.
là bây giờ không làm thợ làm bánh nữa, mà là thợ làm than. Làm lại đi. Nhanh lên, không có gì vui với anh đâu. Nhanh lên. Rốt cuộc là tại sao chứ? Sao? Có chuyện gì? Không. Có chuyện gì đâu. Vậy thì hên quá. Mai đã là ngày thi vòng 1 rồi. Đang lo đối thủ không chuẩn bị kịp, không công bằng thì có thắng cũng chẳng có vui. Nhớ giao kèo 2 năm trước không? Phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Quân tử nhất ngôn. Một lời đã nói ra thì dù có chuyện gì chắc chắn cũng phải giữ lời. Hiểu chứ? Tốt. Vậy thì hẹn ngày mai. Rốt cuộc là sao? Tại sao phải dạy lại ngày thi? Dạ, chỉ cần 1 tháng thôi. Nếu không thì 10 ngày. À không, nếu không thì 1 tuần cũng được. Con cần thêm chút thời gian. Bằng mọi giá con cũng phải tập nướng cho được bánh. Chỉ phải vì một mình con mà phải dời lại ngày thi sao? Dạ, dời lại có mấy bữa thôi mà thầy. Không được, không có làm như vậy được. Mai vẫn phải thi, không có dời đổi gì hết. Nếu như mà làm không được thì đừng có tham gia thi. Ê, dạ đâu có được. Chú cũng biết là cuộc thi này quan trọng với con như thế nào mà. Tại vì cuộc thi này mà suốt 2 năm qua con học làm bánh muốn chết luôn đó. Dù có chuyện gì đi nữa, con nhất định cũng phải thi. Bế tắc tới cùng tận, chắc chắn có biến đổi. Biến đổi được thì sẽ thông suốt. Thông suốt rồi thì sẽ tồn tại mãi mãi. Dạ. Nếu cuộc thi này có ý nghĩa lớn đối với con thì con sẽ tìm ra được cách giải quyết nó thôi. Nhưng mà thầy ơi, con nên tin tưởng vô bản thân mình. Thầy mong con nhìn ra được khả năng của bản thân con như thầy nhìn thấy được. Cô Khuê vợ chú Đạt thích tổ chức tiệc tùng lắm, nên đầu bếp phải luôn nghĩ ra những món bánh mới để phục vụ. Thỉnh thoảng mình cũng phải đem bánh tới đây cho cổ thử. Từ nay em giúp chị làm việc này. Dạ. Hôm nay thì chị dẫn em tới để chào cô Khuê. Không có việc gì đâu, em đừng có lo. Từ giờ mọi chuyện mới bắt đầu đây. Ai đó? Dạ thưa cô, có mấy cô thư ký tới tìm cô. Được rồi, tôi xuống liền. Dạ. Dạ, con chào cô.
Con đến đây để đưa những tài liệu mà cô cần. Cảm ơn con. Dạ. Nhân tiện đây con xin giới thiệu với cô nhân viên mới của công ty. Đây là Nguyễn Lan Anh. Cô ấy có số điểm cao nhất trong đợt thi tuyển vừa rồi. Đồng thời kết quả thực tập cũng rất tốt. Từ nay Lan Anh sẽ thay thế con làm những việc mà cô chỉ dẫn. Chào bà tổng giám đốc. Có việc gì xin bà chỉ dạy thêm. Cô nghĩ đây là đâu mà dám bén mảng tới hả? Hỗn láo. Thưa chị Lan. Dạ. Đưa người này ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Dạ nhưng mà. Cô có nghe tôi nói gì không? Đưa cô ta ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đi đi. 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 Dạ con chào cô. Nè, hình như cô và bà chủ tịch đã biết nhau từ trước rồi phải không? Dạ. Mà nè, giữa cô với bà ấy có chuyện gì vậy? Không có gì đâu chị. Chỉ là lúc trước tôi với bà tổng giám đốc có hiểu lầm nhỏ. Lúc nãy làm tôi sợ muốn chết. Ở công ty còn nhiều việc lắm. Mình nhanh chóng về đi. Dạ. Vậy nha. Alo, Tư Nghiên. Anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Có chuyện gì vậy chị? Nguyên cái công ty, cả đống người. Tại sao lại tuyển con nhỏ đó vô ban thư ký vậy? Chị muốn nói tới cô nhân viên mới đó hả? Đúng vậy. Tôi đã muốn nói tới con nhỏ Lan Anh. Anh có biết con nhỏ đó là ai hay không vậy? Chính nó ban đầu đã cố tình chơi thân với con bé Thụy Minh, rồi dụ dỗ con nhỏ làm chuyện bậy bạ, rồi còn cố ý gạ gẫm thằng Gia Bảo nữa chứ. Dạ, em đang đi chung xe với anh Đạt. Khi nào tới nơi em sẽ gọi cho chị nha. Chào chị. Dạ, hình như chị Khuê không thích cô thư ký mới cho lắm. Không cần báo lại với tôi đâu. Từ trước tới giờ, mỗi khi vợ tôi khó chịu hay giận dữ một chuyện gì đó, chú đều xử lý rất tốt. Việc này cứ thấy cách nào hợp lý thì làm. Dạ. Tôi không muốn về công ty nữa. Tôi muốn đi Bảo Lộc. Dạ. Anh muốn đi Bảo Lộc? Muốn tới tiệm bánh Vô Bánh Mì hả? Sao? Bây giờ tới cái chuyện tôi đi đâu, chú cũng muốn can thiệp nữa hả? Dạ không, em không có ý đó. Quay xe lại đi. Dạ. Đích thân tôi sẽ đưa giám đốc đi. Mọi thứ lại rối tung lên không theo ý mình như vậy.
Chú ở đây chờ tôi, tôi vô thăm mọi người một chút rồi mình về. Dạ. Chào em. Anh Đạt. Anh anh mới tới. Anh tới có chuyện gì không? Hay là anh muốn ăn bánh? Anh ăn bánh gì đó đi, em lấy cho. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Tự nhiên tôi cảm thấy nhớ mọi người cho nên tới thăm thôi. Dạ, anh nhớ mọi người hả? Thầy đâu rồi? Ba em hả? Ba em đi dạo rồi. Ngày mai là ngày thi, mà mỗi lần á có chuyện gì ba em cần suy nghĩ là ba đi dạo hả? Thầy tổ chức thi hả? Trời ơi, thôi mệt lắm anh ơi. Không hiểu ba em suy nghĩ cái gì nữa. Mà tự nhiên mấy đứa học việc ở đây nè, ba em á tổ chức cho mấy đứa thi với nhau. Thiệt tình á, không hiểu gì hết luôn á. Mà thôi, bây giờ anh đợi em nghe, để em kêu ba em về nghe. Thôi khỏi đi, tôi sợ làm phiền thầy. Thôi, không có phiền gì hết á. Chắc là ba em đi dạo ở gần đây nè. Anh vô ngồi đợi em chút xíu đi. Lại ngồi đi, em về liền. Được rồi. Con nên tin tưởng vô bản thân mình. Thầy mong con nhìn ra được khả năng của bản thân con như thầy nhìn thấy được. Khả năng của mình là cái gì chứ? Sao mình suy nghĩ hoài mà cũng không biết khả năng của mình là cái gì? Hình như có mùi khét. Chết cha! Mẹ bánh của mình! Yeah.
Trời đất ơi, hư bột hư đường hết trơn rồi. Cậu có sao không? Dạ, dạ không sao đâu. Chỉ là... Sao vậy? Cậu nhóc này, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Tôi hỏi cậu có sao không? Chú Tài, sao chú lại ở đây? Gia Bảo, con... Chú quên những gì tôi đã nói với chú rồi sao? Tại sao chú còn tới đây nữa? Tại anh Đạt muốn tới đây thăm thầy Phan. Ba tôi đang ở đây à? Anh Đạt ơi, anh Đạt. Ủa? Ủa mới đây mà. Mới đây mà, giờ mất tiêu rồi. Nè, em có chắc là anh Đạt tới thăm tụi mình hay là em nằm mơ đó? Gì? Anh vô duyên vừa phải thôi. Ý là anh nói em già mà lẫn hả? Rõ ràng là em đứng ở đây nói chuyện với anh Đạt, rồi em nói em chạy đi tìm ba, rồi sao vậy tự nhiên mất tiêu à? Đâu rồi ta? Quân, con có thấy người đàn ông nào từ cửa tiệm mình đi ra không? Mà người đàn ông này nè, đẹp trai dữ lắm, khôi ngô tuấn tú, phong cách đỉnh đạt, con có thấy không? Cái người trung niên mặc đồ vest đen, con có thấy không? Dạ không, thưa cô. Nhưng mà con thấy có chiếc xe hơi đậu bên ngoài. Đó, xe đậu bên ngoài là xe của anh Đạt đó. Em đâu có nói sai đâu. Hay là anh đang ở trong phòng làm bánh? Chắc vậy đó. Cậu là thợ học việc ở đây hả? Dạ phải. Hồi đó khi tôi học làm bánh, nướng bánh, cũng nhiều lần bị cháy như vậy lắm. Nếu sai sót trong khâu nhào bột hay là lỡ tay nướng bánh quá lâu thì bánh sẽ bị khô và cháy đen. Hay trong trường hợp nướng bánh quá nhanh ở nhiệt độ cao thì bánh cũng sẽ dễ bị nứt. Cho nên phải luôn nhớ điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp, lúc nào cao, lúc nào thấp, tùy theo kích cỡ của các loại bánh. Dạ. Nếu chưa quen thì thực sự không dễ làm chút nào đâu. Dạ. Thưa chú, có chuyện này con muốn hỏi. Nếu mà bánh bị khô và nứt thì mình phải khắc phục như thế nào ạ? Cái đó cần phải bổ sung độ ẩm đã bị mất do nhiệt độ bên trong lò nướng. Phải cố gắng tìm hiểu thử coi làm sao để giữ được độ ẩm và nhiệt độ sao cho phù hợp. Cái gì mà mình tự tìm hiểu được, đó thực sự mới là kinh nghiệm. Dạ, con hiểu rồi ạ. Nè, người cậu dính toàn bột mì không? Tên của cậu là gì? Dạ, chú cứ gọi con là nhóc được rồi. Tên thật của con... xấu lắm chú ơi. Cậu có đôi mắt rất sáng, nhưng không biết bánh của cậu làm ra có mùi vị như thế nào. Phải cố gắng hết sức. Dạ. Thôi được rồi, cậu làm việc tiếp đi, tôi đi trước đây. Con sẽ luôn luôn nhớ mãi những gì mà tổng giám đốc dạy, con sẽ không bao giờ quên. Chúc chú tổng giám đốc luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc cậu luôn thành công. Ủa, anh Đạt, anh ở đây đó hả? Trời ơi, cái gì mà tùm lum vậy nè. Thôi lên nhà trên đi anh. Dạ. Mời anh. Ra anh ở trong này, anh nói chung quen là. Ủa, à, tôi giới thiệu với anh, đây á là Minh Quân, cháu nó cũng học việc ở tiệm bánh này. À, cháu nó học ở bên Hàn Quốc mới về. Con còn trẻ vậy chứ mà cũng có tài năng lắm. À, giới thiệu giúp con, đây á là tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Thành Phát đó. Chào cậu. Dạ, dạ chào chú. Em đi tìm ba không có thấy, rồi em sợ anh chờ ba lâu quá nên mới kêu chồng em ra nói chuyện với anh. Thôi bây giờ hai người uống trà đi nha, đợi ba về. Thôi được rồi, cảm ơn em, nhưng mà tôi phải về. Ủa, mới tới sao về lẹ vậy anh? À, ủa, sao vậy? Anh không muốn gặp mặt ba luôn hả? Gặp mặt hai người là được rồi. Với lại ngày mai là bắt đầu thi, chắc là thầy phải lo lắng lắm. À, tôi cũng không nên làm phiền thầy. Thôi thôi thôi, không có phiền gì hết á. Lâu rồi em mới gặp anh mà. Với lại khó khăn lắm anh mới lên nhà tụi em. Ở chơi lâu lâu nghe anh. Vậy là ngày mai cậu cũng dự thi hả? Dạ. Cố gắng lên. Xin phép anh chị. À, vậy anh về cẩn thận. À, mời anh. Anh về, tạm biệt anh. Cảm ơn anh. Hôm nào rảnh thì nhớ lên nhà em chơi nha. Dạ. Anh Đạt ơi, em cứ nghĩ anh ở chơi với thầy lâu hơn. Thầy đang bận cho nên tôi không có gặp thầy. Con sẽ luôn luôn nhớ mãi những gì mà tổng giám đốc dạy. Con sẽ không bao giờ quên. Chúc chú tổng giám đốc luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Lạ thật, sao thằng bé biết mình là tổng giám đốc chứ? Có chuyện gì vậy thưa anh? Tôi mới gặp một cậu bé và nói chuyện. Biết nó có thi nổi hay không nữa. Nghe nói là chưa nướng được cái bánh nào ra hồn. Chắc nó rớt từ vòng một quá. Nhưng em vẫn có cảm giác là thằng nhóc sẽ làm được. Chú nói vậy là sao? Anh quên mục đích nó tới đây rồi hay sao? Nó đã chịu dừng chân ở nơi này sau hơn 10 năm đi tìm mẹ. Và anh không thắc mắc là mục tiêu kế tiếp của nó là gì sao? Anh không thắc mắc à? Ba tôi cũng nói giống y như chú vậy.
làm lại lần nữa. Thơm ngon và hấp dẫn giống như vậy, chắc chắn sẽ làm được. Dạ. Tất cả đã có mặt đầy đủ rồi hả? Dạ. Như ta đã nói, hôm nay chính là ngày bắt đầu cuộc thi kiểm tra tay nghề. Thầy nghĩ là mọi người đã chờ đợi ngày này suốt cả tuần nay rồi. Ai muốn tham gia cuộc thi lần này thì tiến lên phía trước một bước. Có hai người thôi sao? Có cả con nữa hả? Dạ, con muốn được công nhận là thợ làm bánh thật sự. Nếu như chiến thắng cuộc thi này, con xin phép ông cho con được làm và bán bánh kem. Con muốn mọi người công nhận không chỉ bánh mì, bánh kem cũng là một loại bánh mà được nhiều người yêu thích. Thôi đi. Hãy cứ để cho nó dự thi. Con quyết tâm như vậy là rất tốt. Ông hiểu ý con. Chốt lại là chỉ có ba người dự thi đúng không? Còn nên tin tưởng vô bản thân mình. Con.
cậu có đôi mắt rất sáng, nhưng không biết bánh của cậu làm ra có mùi vị như thế nào. Phải cố gắng hết sức. Thôi được rồi, vậy thì chốt lại chỉ có 3 người dự thi. Có con nữa hả? Dạ, con muốn tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Chà, tôi chưa thấy ai gan như cậu hết á. Nướng bánh mà còn không biết mà đòi đi thi. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Như thầy đã nói, nếu không có kỹ năng thì sẽ bị loại ngay từ đầu. Cho nên con cũng muốn thử. Nếu bị loại thì con cũng sẽ không ân hận, vì con đã cố gắng hết sức. Nói như cậu á, cuộc thi này đơn giản vậy thôi sao? Hả? Nó là trò đùa của cậu à? Thưa thầy, con thiết nghĩ những người không đủ năng lực chúng ta không nên cho dự thi, chỉ thích hợp cho dọn dẹp là hay nhất. Vậy tổng cộng là có 4 người thi phải không? Dạ, dạ. Mừng, thông báo đề thi vòng 1 đi con. Dạ. Đây là đề thi vòng 1. Mọi người hãy chú ý và nghe cho kỹ. Một loại bánh đầy đủ nhất thế gian. Hãy làm ra loại bánh đầy đủ nhất thế gian. Thời gian là 15 ngày. Và sau 15 ngày, mọi người phải có sản phẩm của mình. Mọi người đã nghe rõ chưa? Dạ rõ. Dạ, rõ. Làm gì đứng thừa người ra suy nghĩ gì vậy? Loại bánh đầy đủ nhất thế gian. Đầy đủ nhất. Ê, đầy đủ nhất có phải là cái gì mình cũng cho vô không? Ờ, anh suy nghĩ vậy thì chắc là vậy rồi đó. Ê, thôi đừng có giỡn nữa được không? Gợi ý cho tôi chút đi. Tôi đâu có giỡn với anh đâu. Ông gợi ý như vậy có nghĩa là loại bánh đó tùy vào suy nghĩ của từng người. Có nghĩa là anh nghĩ như thế nào thì cứ làm nó y như vậy. Cô nói dễ dàng quá ha. Ủa, anh không biết suy luận đề bài là chuyện khó nhất trong cuộc thi hả? Những ai thi mau tập hợp. Đây là kinh phí để cho tất cả mọi người mua nguyên liệu để dự thi. Mỗi người đều có số tiền bằng nhau, đó là 200 ngàn.
Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Ba ơi, nếu như mà không đủ, mình có thể lấy tiền riêng của mình bỏ vô được không ba? Không được dùng tiền riêng. Nếu mà như vậy á thì không có được công bằng trong lúc cuộc thi diễn ra. Những người mà tham gia cuộc thi, nguyên liệu của các bạn sẽ được tôi, Phúc và Vinh sẽ cùng nhau kiểm tra một cách chặt chẽ. Nếu ai có sử dụng nguyên liệu trong kho hoặc mua riêng thì người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Thêm một điều nữa, mặc dù tham gia cuộc thi nhưng vẫn đảm bảo công việc ở xưởng bánh. Ai lấy lý do tham gia cuộc thi mà bỏ bê công việc thì cũng sẽ bị loại ngay lập tức. Mọi người nghe rõ hết chưa? Dạ, dạ rõ. Trời ơi, cho có 200 ngàn làm sao đủ tiền mua bột trong 15 ngày đây? Ê, 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 ê. Bao nhiêu đó không đủ hả? Vậy bao nhiêu mới đủ? Thì đó, đã vậy á, còn bắt làm theo ngày bình thường nữa, sao đủ giờ làm? Thì cũng 15 ngày chứ bộ, em thấy dài lắm mà, nửa tháng á. Chị cho làm bánh trong thời gian hạn hẹp, còn không cho mua thêm nguyên vật liệu. Đã vậy đề thi cũng không phải dễ. Cái này cũng khó chơi thiệt. Tất nhiên là khó rồi. Anh có biết á, là số người được ông tôi cấp bằng chưa có tới 10 người không? Ủa, nói vậy tính ra là chú Phúc Bình là được thầy cấp bằng chưa ta? Tôi nhớ hình như là chưa. Ê, ê nè, nếu mà tôi lấy được bằng á, có nghĩa là tôi trên cơ chú Phúc luôn á. Đã. Tôi vô đây. Tôi cũng đi mua nguyên liệu đây. Chán quá. Ê, My My. Vậy nói nghe nè. Vậy mình mua nguyên liệu bao nhiêu mới đủ? Anh còn phải học nhiều lắm. Anh còn phải học hỏi nhiều đấy. Cái này mứt dâu hả? Dạ. Cậu mua như vậy liệu có đủ không? Dạ, cái này con chỉ để thực hành thôi mà chú, nên con không dám mua nhiều. Với lại con vẫn còn tiền dư ở đây. Đừng đo làm gì. Dạ không có gì. Mình nên làm cái gì bây giờ?
gian. Là loại bánh nào? Không biết thì làm sao mà làm chứ. Cái chuyện này suy nghĩ hoài mà không biết sao đó nha. Sao? Vụ gì? Tám nghe coi. Mọi người có để ý không? Thầy của mình á, từ trước tới giờ cực kỳ nổi tiếng là người nghiêm khắc. Tự nhiên dạo gần đây á, mỗi lần có chuyện gì mà đụng cái thằng Hữu Nguyện á, thấy thầy hiền lành một cách khó hiểu luôn á. Thôi suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Nhiều khi á, thầy có lý do riêng thì sao? Có lý à? Cái này có lý à? Biết đâu được. Thầy của mình đang tìm một truyền nhân đích thực đúng không? Đúng rồi đó. Trung Phúc nói đúng nè. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết á. Ở đây nè, mình đâu có ai đọc được suy nghĩ của thầy đâu, đúng không? Nhưng mà tôi thấy cái gì khó quá thì mình cho qua đi. Thiệt á, nội mà bây giờ con lo tới phần thi của con không thôi là con nhức đầu, nhũng não rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ á, suy nghĩ chơi cho hại não mình, tập trung ăn trái cây là hay nhất, đúng không? Ủa, Minh Quân, con vô bàn ăn trái cây nè. Ủa, bộ con ở trong phòng làm bánh tập luyện tới giờ luôn đó hả? Trời ơi, chắc chưa ăn cơm đúng không? Đói bụng dữ ha, ở dưới bếp còn cơm kìa, xuống dưới ăn đi con. Dạ thôi, con không ăn đâu, con lên phòng ngủ. Wow, anh Minh Quân, xinh thiệt á má. Người có quyết tâm là phải như vậy đó. Cuộc thi này đâu phải là trò chơi. Con với Lộc cũng phải chăm chỉ lên, đừng có lười nhác. Nhất là con đó, làm không có ra ngô ra khoai nữa nha, thì ba phạt gấp đôi nữa nghe chưa? Yes, yes sir. Con sẽ cố gắng gấp 1000 lần cho ba thấy luôn. Nè, mà sao á, má để ý má thấy thằng Nguyễn á, không có tập luyện gì hết á. Má thấy nó im re hả? Chắc nó đang giấu nghề. Mà nè, con có biết là nó tính làm loại bánh gì không? Dạ không, con cũng không biết là ông đang tính làm loại bánh gì hết trơn á. Ăn đi, ăn đi. Không biết cái thằng này đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Nè, làm hết hồn à. Sao tự nhiên đứng đây khoanh tay như hộ pháp vậy? Đừng có nói là dậy sớm trốn mọi người đi tập tạ nha. Ông của tôi hay ra đề kiểu đó lắm, nên là phải cực lực suy nghĩ thì mới ngộ ra được. Ngộ ra được? Là sao? Tức là anh phải khai thông đầu óc để tìm ra chân lý cuối cùng đó, hiểu chưa? Chân lý cuối cùng? Mém hiểu, gợi ý thêm chút xíu đi. Tôi cũng đoán là anh không hiểu được mà. Tức là theo lời dạy gia truyền mà ông tôi hay nói, mỗi cái bánh được làm ra đều mang một ý nghĩa nhất định của người làm bánh truyền tải vào đó. Để đạt được đến thành công thì người làm bánh phải thật sự yêu nghề và đặt tâm huyết của mình vào đó nữa. Cái tâm ở đây
là điều quan trọng nhất. Cái bánh làm ra, cái bánh không chỉ ngon mà còn mang ý nghĩa nhất định của nó nữa. Sao mà phức tạp dữ vậy trời. Bây giờ là một cái bánh ra hồn tôi còn làm chưa xong nữa. Ê nhóc, theo như cô nghĩ á, một cái bánh đầy đủ nhất trên thế gian là như thế nào hả? Đó là cốt lõi của ông tôi khi ra đề. Ông tôi muốn người làm bánh phải nghĩ ra cách riêng của mình, còn nghe lời người khác thì đâu còn là cách riêng nữa, đúng không? Nói vậy mà cũng nói được nữa. Tại tôi nghĩ không ra tôi mới hỏi cô chứ. Lỡ như anh nghĩ ra loại bánh hay hơn lời tôi nói thì sao? Ông tôi hay nói là tùy vào cái tâm của mỗi người mà đưa ra đáp án khác nhau. Như vậy thì mình mới biết ai hơn ai. Anh tự tin lên nha. Được rồi, cảm ơn nhóc. Thôi tập tạ tiếp đi. Nói nghe nè, ráng tập sao cho cao cao lên chút xíu nha. Không, đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà anh còn giỡn, còn chọc tôi được nữa hả? Anh muốn chết không? Thôi cô tập đi, tôi lên phụ dọn tiệm cái nha. Đi nha. Dạ, xe đã chuẩn bị xong, đang đợi chú ngoài sảnh. Ừ. Lan Anh. Dạ. Cầm tài liệu theo chú. Dạ. Con xin phép. Con là bạn của Gia Bảo à? Dạ, dạ không phải. Con chỉ học chung với Gia Bảo hồi cấp 3 thôi. Vậy à? Dạ. Cô có phải là người mà hồi đó Gia Bảo đã nhờ tôi giải quyết chuyện lùm xùm đường dây kinh doanh ảo để giúp cho cô phải không? Dạ phải, là tôi. Tôi hiểu rồi. Để tôi nói cho cô nghe, nếu như cô chỉ nhắm vào thằng Bảo mà xin vô đây làm việc thì tôi thành tâm khuyên cô nên bỏ ý định đó đi. Cô cứ nộp đơn xin nghỉ việc, mọi lương bổng trợ cấp tôi sẽ tính toán cho cô đàng hoàng. Xin lỗi chú, sẵn đây tôi cũng xin khẳng định giữa tôi và Gia Bảo không có liên can gì cả, và cũng không có quan hệ gì đặc biệt hết. Thì lý do tại sao tôi phải chịu áp lực khi bị gắn với cái tên Gia Bảo vậy? Vì má của Gia Bảo nghĩ như vậy. Tôi kỳ hạn cho cô một tháng, cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Má của Gia Bảo dạy con theo cách không giống ai, cho nên nếu cổ có nói gì thì con cũng đừng để bụng nha. Dạ, không có gì đâu à. Ừ. Chào ba. Đi con. Dạ. Chị nói thiệt hả? Có chắc là Lan Anh không? Lúc đầu chị cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà về sau á, chú Dũng đã xác nhận với chị rồi, đó chính là Lan Anh, bạn cũ của em ngày xưa đó. Chị còn nghe nói hôm nay mới đến công ty làm sùm hết lên luôn. Có chuyện đó nữa hả chị? Ừ. Mà má cũng thiệt quá đáng, sao tự nhiên lại tới công ty làm ầm ĩ lên vậy không biết nữa. Nhưng mà em có biết cô Lan Anh đó tại sao
lại xuất hiện và làm việc ở công ty nhà mình không? Cái này em cũng không biết nữa. Từ chuyện đó em cũng không liên lạc được với Lan Anh. Mà má mình á, gặp vấn đề nào cũng làm quá mọi chuyện lên không à. Chị có thấy vậy không? Cũng có. Nhưng mà chị nghĩ má làm gì cũng phải có lý do hết. Ý của chị là sao? Bản thân chị cũng thấy cô Lan Anh đã có vấn đề. Cho nên tốt nhất theo chị thì em đừng nên cho Bảo biết chuyện này. Em hiểu không? Dạ, em biết rồi. Ba nè, ba đang nghĩ gì vậy ba? Có gì đâu. Ba chỉ muốn dạy cho tụi nó cách làm người trước khi làm bánh. Nhưng mà ba cấm tụi nó vô phòng làm bánh 3 ngày, trong khi thời gian chỉ còn 1 tuần nữa, thì khác nào ba kêu hai đứa nó nghỉ thi. Nếu hai đứa nhỏ đó là những người dễ nản chí, dễ bỏ cuộc, thì tụi nó cũng không đi xa được đâu. Ý của ba là cứ thử còn sao? Đó cũng là cách thi mà, không phải sao? Dạ. Mì nè chú. Cái này đưa chú hóa đơn đi để chú ghi giá tiền. Dạ. Nè chú. Được rồi, cảm ơn con. Cô đi ra ngoài nha chú.